Tiếp theo đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một ván cờ vô cùng hay giữa ma kỳ Dương Quang Lân và kỳ thánh Lý Lai Quần. Ván cờ diễn ra vào năm 1985 tại giải đấu dành cho các kỳ thủ mạnh. Đây là ván đấu vô cùng hay với những đòn đánh ma lực khó lường của ma kỳ Dương Quang Lân. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.